Ngày nào anh phải đọc mấy cuốn ngôn tình đấy em tưởng à? Gọi là showroom ấy, mỗi ngày nó nhồi cho anh mấy cuốn đấy. Bây giờ thì, gửi trâu của anh đau khổ hết sức rồi, em về có được không? Trâu này cho anh gặp em dù là trong giấc mơ, anh nhớ em. Trâu ơi, liệu em có nghe thấy tiếng anh gọi, gửi trâu thương nhớ.